Everybody got a deuce. What? Xin chào các bạn. Đối với nhiều bạn, học từ vựng tiếng Anh quả là không dễ dàng chút nào. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng Anh ngữ eLife học từ vựng qua bài thơ lục bát này nhé. Television là truyền hình, băng ghi âm là tape, chương trình program. Hear là nghe, watch là xem. Electric là điện, còn lamp, bóng đèn. Praise có nghĩa ngợi khen, crowd, đông đúc, lấn chen, hassle. Capital là thủ đô, city, thành phố, local, địa phương. Country có nghĩa quê hương, field là cánh đồng, con vườn, garden. Chốc lát là chữ moment, fish là con cá, chicken, gà tơ. Naive có nghĩa ngây thơ, poet, thi sĩ, great writer, văn hào. Tall có nghĩa là cao, short là thấp ngắn, con chào, hello. Uncle là bác, elders, cô. Shy, mắc cỡ, cause là thô. Come on có nghĩa mời vô, go away, đuổi cút, còn vô, pause. Poem có nghĩa là thơ, strong, khỏe mạnh, made for, dog tired. Bầu trời có nghĩa sky, life là sự sống, còn die, lìa đời. Shed tear có nghĩa lệ rơi, fully là đủ, nửa vời, by have. Ở lại dùng chữ stay, bỏ đi là live, còn nằm là lie. Tomorrow có nghĩa ngày mai, hoa sen, lotus, hoa lại, jasmine. Madman có nghĩa người điên, private có nghĩa là riêng của mình. Cảm giác là chữ feeling, camera máy ảnh, hình là photo. Động vật là animal, big là to lớn, little nhỏ nhoi. Elephant là con voi, gobi cá bống, cá mòi, sardine. Mỏng manh thì là chữ thin, cổ là chữ neck, còn chin cái cằm. Visit có nghĩa viếng thăm, lie down có nghĩa là nằm nghỉ ngơi. Mouse con chuột, bat con rơi. Separate có nghĩa tách rời, chia ra. Gift thì có nghĩa món quà. Guest là khách, chủ nhà, house owner. Bệnh ung thư là cancer. Lối ra exit, enter đi vào. Up lên còn xuống là down. Beside bên cạnh, about khoảng chừng. Stop có nghĩa là ngừng. Ocean là biển, rừng là jungle. Silly là kẻ dại khờ, khôn ngoan smart, đù đờ luggage. Hôn là kiss, kiss thật lâu. Cửa sổ là chữ window. Special đặc biệt, normal thường thôi. Lazy làm biếng quá rồi, ngồi mà viết tiếp một hồi, die soon. Hứng thì làm việc go on, còn không stop, ta còn nghỉ ngơi. Vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu cách đọc từ vựng thông qua bài thơ lục bát, thật là hay phải không các bạn? Nếu các bạn thấy hay, hãy nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh để học tiếng Anh cùng cộng đồng Anh ngữ eLife nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.